biết ai không? Bà già thưa ghê vậy ông chủ. Bây giờ mày là ông chủ rồi phải không? Quán mày ở đâu? Để tao ghé thăm. Khoảng một tiếng rưỡi nữa. Chị Lệ, hôm nay đi làm rồi à? Lệ Lệ, ngồi đi em. Sao, bữa nay em đi làm lại rồi hả? Dạ. Còn Tuy Vịnh đâu? Nó nói với anh nó về miền Tây nó chơi. Sao, tụi em giận nhau phải không? Tóm lại là phải trả lời câu nào của anh trước đây. Em à, anh thấy lúc này Tám Khánh và một số khách cũ không ghé lại chỗ mình nữa. Có gì một chút nữa em liên lạc với họ sao nghe. Anh cứ yên tâm đi, chắc chắn tối nay sẽ có đầy đủ mà. Em tưởng anh quên em luôn rồi chứ. Cái thùng của anh em để trỏng kìa. Mày để cho anh gửi thêm vài bữa nữa. Anh khỏi lo đi, anh gửi 800 bữa nữa cũng được. Anh chừng tháng nữa em đón nhỏ em lên. Mà anh thấy cái quán vậy chứ, bán được lắm nha. Hình như là trời thương hay sao á. Mày á là phải biết phục vụ khách. Cà phê là phải pha cho thật là ngon. Dạ, đương nhiên rồi. Anh thấy cái ngân hàng ở gần đây không? Đó. Đâu? Đằng đó, ngay ngã tư đó anh. Em sống là nhờ chỗ đó không á. À, mà tối nay anh ngủ lại đây chơi nha. Để coi. Anh xin lỗi. Tại vì anh thấy sợi dây chuyền của em đẹp quá. Chị em nhìn sợi dây chuyền này chắc thích lắm. Thế nào bà cũng tìm mua một cái giống như em cho coi. Đẹp lắm. Dạ. Khỏe không? Anh bình thường. Anh ngồi đi, chờ em chút. Cô cho con hỏi thăm tí. Gì vậy? Hỏi chuyện gì? Cô biết nhà của bà Hai Phục Hiền ở đâu không? Chú ra ngã ba này quẹo trái, thấy cái nhà có cái cổng là nhà của bà. Bên này hả cô? Đúng rồi. Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ, cho con hỏi thăm đây có phải là nhà của Hai Phụng không ạ? Đúng rồi, mời con ngồi đi. Dạ. Kiếm tôi có chuyện gì không? Dạ, bác cho con hỏi, bác có phải là vợ chú Sáu Trăng không? Bác kể cho con nghe chuyện của chú đi. Nói chứ ở miền Tây này hiền lắm. Rồi đâu khi không á, nổi lên cái vụ á, động trời vậy đó. Nó giết sạch sành sanh chú ơi. Ông nhà tôi á, tổng cộng á, 6-7 bà. Hai bà có con á là tôi á với bà lớn. Con gái tôi á hồi đó vượt biên á rồi lấy chồng ở bên Mỹ. Thằng con bà lớn á in như lạ, nó tên là Long Hồ.
bị hồi sanh nó ở bên ngoài á, ở Long Hồ á, bên Vĩnh Long đó. Mà cái thằng đó nó ham chơi lắm, sẵn có tiền của cha đó, nó quậy quá trời luôn. Lúc xảy ra cái vụ cướp á, không biết nó có nhà không nữa. Mà lúc hay tin á, mấy bà vợ á, của ổng á, về hết luôn á. Có người á, thì nói nó chết, còn có người á, thì nói không phải nó. Rồi biệt tâm tới giờ luôn à. Bác cho con hỏi là những người sống cùng thời với lại bác trai còn sống ở đây không bác? Đây là quê tôi, có biết ổng đâu. Mà cái ông gì á, bán đồ lạc son ngoài chợ á, tên là Hai Xăng hay là Hai Bắn gì đó, có lần gặp rồi mất biệt luôn à. Mày còn cái nhà ai hả? Mẹ. Xin lỗi nha. Dạ không sao chú. Nhỏ chủ quán đâu rồi? Dạ nó đi học rồi chú ơi. Thôi tính tiền đi. Chú uống gì thêm không? Con lấy cho. Thôi khỏi tính tiền đi. Để con lấy thêm cho. Ê. Nè, tính tiền tao lỡ gạt cái ly đổ. Nè chú. Trời đất ơi, tao đã nói tính tiền rồi mày bưng chi nữa, tao hết tiền rồi. Chú uống đi, con pha cho chú ly mới. Con mời chú, hả? Chú uống đi. Ủa bà hai. Bữa giờ xong ghé quán con. Tao bận quá. Anh để đó lá em làm cho. Anh hai, bác hai đó cùng quê với anh đó. Vậy hả? Dạ. Một thời ngang dọc nha anh, bán thuốc sơn đông mãi vỏ, từ đây qua tới Campuchia luôn đó. Tội, nhớ gì quá khứ hoài hả? Bây giờ ông sống lang thang rồi, hên có ông bạn cùng gánh sơn đông á, rước về ở chung. Tội lắm. Ê mà ông sống nghĩa khí lắm nha. Thuận Phà mới nhắn tin rủ đi ăn sáng á. Lê Lê à. Dạ. Anh có chuyện muốn nhờ em một chút. Chuyện gì hả anh? Anh tính về quê lấy ít tiền. Anh muốn mượn em 10 triệu. Anh trả lại cho em liền. Anh làm như em giàu lắm vậy á. Mà nè, em có sợi dây chuyền, anh cầm hay bán đỡ đi. Thôi, kỳ lắm. Đừng không lấy vàng của em đem bán. Không được đâu. Có làm sao đâu. Chị Lê Lệ ơi. Chị Lê Lệ. Đi chị Lê Lệ ơi. Đi ăn sáng chị. Ủa anh Tư. Đi luôn anh Tư. Thôi, hai chị em cứ đi đi. Dạ. Anh ăn sáng rồi. Dạ. Anh ở nhà đợi được rồi. Đi đi. Vậy thôi tụi em đi nha. Thôi mình đi chị. Anh không ăn thì cứ để ảnh ngồi ở đây coi nhà. Mình đi chị. Em đi nha anh. Báo chí viết số vàng bị cướp của tiệm vàng Kim Báo đã được nhóm Phú Lửa tẩu tán. Vậy tại sao số vàng này lại lọt vào tay Lệ Lệ?
có được không anh? Ok, ta chịu mày ở khoản gián điệp đó. Mày rất là thông minh. Em lạy anh, chỉ mà biết được á, chị chửi em chết luôn á. Sao nóng nảy dữ vậy? Tao giữ chìa khóa nè. Mày biết rồi, cái dòng ghen mà. Mày yêu đi rồi mày mới hiểu. Dạ rượu của mấy anh à. Em ơi. Dạ. Bình thường ổng hay nhậu món gì? Dạ, dạ tùy bữa anh. Bữa nào mà ổng có tiền á, ổng hay kêu em làm chim cút nướng. Lấy cho anh. Dạ. Chú hai. Gì vậy? Chú bị đắt đâu? Mày là thằng nào mà hỏi bị đắt? Con là thằng Sách. Là con của hai Phi Hùng nè. Mày nói gì vậy? Con là thằng Sách. Là con của bác hai Phi Hùng. Mày là thằng Sách hả? Sách thiệt hả? Con anh hai Phi Hùng thiệt hả? Dạ. Trời ơi con ơi. Chú đi tìm mẹ con mày 20 năm nay gần chết. Nè con biết không, thằng Bảy Đắc nó còn giữ tấm hình hồi đó con chụp viên bé hai á. Trời đất ơi, lâu lâu tao cho nó lấy ra ngồi coi mà khóc. Nhớ tụi bay, nhớ anh hai chị hai gần chết. Má con còn sống không? Má con chết rồi chú hai. Hả? Chị hai chết rồi hả? Đồ khốn nạn mà. Mấy thằng chó đẻ hồi đó nó hại chết anh hai. Bởi vì trời đã báo nó. Sau này nè, cả đại gia đình nó chết thảm con biết không? Mẹ nó. Chú hai, chú bị đắt mình đâu? À, ngày mai con lại đây đi nghe. Chú đi kiếm thằng Bảy Đắc rồi chú hẹn nó ra đây. Mà mày biết không, nó mà gặp con nó phát điên chứ đừng có nói khóc như tao. Chú bình tĩnh đã. Con Sách ơi là Sách. Buông tao ra. Quay xuống đây. Má. 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 Gì vậy anh hai? Bình tĩnh. Mơ gì mà ghê vậy? Tao mơ thấy ông cha tao. Mày phải cho anh ly cà phê. Dạ. Đợi em chút nha. Có ai không? Có ai ở nhà không? Có ai trong đó không? Chào. Chào con. Dạ chú. Mày. Mày là thằng Sách. Trời ơi. Tao. Bảy Đắc. Bảy Đắc nè Sách. Chú Bảy. Chú Bảy. Nè Sách ơi. Chú bình tĩnh đã chú. Đi vào trong với con. Đóng cửa lại. Đi vào. Mày Sách ơi. Dạ.
Trời ơi, chú ngồi đi. Trời ơi, vô lấy chanh ly nước. Dạ. Chanh ơi, con đi. Mày giống cha mày lắm. Bây giờ mày làm cái gì? Con bây giờ làm mộng. Cuộc sống cũng khá lắm. Nhưng mà trong giấy tờ của con, người ta ghi con là thằng Tâm, chứ không phải là thằng Sách nữa. Em đi ngủ đi. Dạ. Lát anh vô sau. Mày làm mộc. Cha mày đặt tên mày Sách là có ý nghĩa lắm. Dạ. Ông muốn mày theo cái nghiệp đèn Sách đổi đời. Không có còn cầu bơ cầu bất, không có còn tha phương cầu thực nữa con ơi. Chú, tha phương làm sao con có tiền? Lên thành phố được vài năm rồi mẹ con bị bệnh phổi cũng chết. Con có gặp lại chú hay sao? Chú cũng cù bơ cù bớt, rầy đây mai đó. Hả? Bữa đói bữa no. Cái gì? Bây giờ hai xăng nó làm cái gì? Hiện bây giờ chú ấy bán kim chỉ ở trước chợ Vĩnh Long. Còn con bé Hai? Con bé Hai sao rồi? Hả? Lâu lắm rồi không gặp. Mà chú với chú Hai Thọ bây giờ sống thế nào rồi? Có tốt hơn không chú? Con chó làm sao tụi tao y như vậy? Cuộc đời tụi tao không sao mà khá được. Bây giờ còn có một chút gì đó mà người ta gọi là con người đã là khá lắm rồi Sách ơi. Chú Bảy, anh Tư, sao giờ này anh còn tới đây? Có chuyện nên ngủ không được. Đi ăn với anh đi, anh có chuyện muốn nói. Sao mày chưa đi ngủ? Qua giấc rồi khó ngủ quá anh. Mày cho anh điếu thuốc. Gì? Cho anh điếu thuốc. Từ đó tới giờ anh có hút thuốc đâu. Kệ, lấy đi. Dạ. Mai tao đi mua chiếc xe. Xịn không anh? Cái đó thì chưa biết. Mua để có cái chân đi. Ừ. À, em thấy đâu đường này có bán đó anh? Nhiều. Em đâu biết, anh ra hỏi thử coi. Mà con Út nhà mày học lớp mấy? Dạ, năm ngoái nó thi đại học mà nó bỏ. Năm nay em cho nó lên thi lại.
Ngày mai tao cho nó ít tiền. Thôi được rồi anh. Kệ, phải cho nó đi học. Nó đi học mới không dính vô mấy cái bậy bạ. Anh khỏi lo đi, nó hiền y chang em vậy đó. Sinh ra ai mà không hiền. Tao phải có thật nhiều tiền. Chi vậy anh? Để giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh. Thôi anh ngủ đi, em đi học tiếp nha. Sợi dây chuyền của ăn cướp. Thiệt tình anh cũng không biết sao nữa, nhưng nếu mà dính thì em cũng bị đó. Là kết quả của một vụ giết người dã man. Anh muốn cái gì? Tùy em thôi. Anh muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Sao em cay cú với anh quá vậy? Em nên ngoan hơn một chút đi. Căng thẳng có lợi gì cho em bây giờ? Tính tiền đi chị. Để đó, ngồi xuống đi. Anh còn muốn cái gì nữa hả? Ngồi xuống. Đi về đi, em mệt lắm rồi. Ngồi xuống. Anh còn muốn cái gì nữa hả? Đuổi thằng ăn cướp ra khỏi cuộc đời của em đi. Nhưng nếu nó là một cái xác không hồn thì sao? Anh sẽ biết cách làm cho nó sống lại. Nhưng để nó trong thiên đàng hay địa ngục thì chưa biết. Ra đây. Wow, xe đẹp quá ta. Ôi. Đẹp không? Đẹp. Từ đó giờ em mới thấy xe đẹp vậy luôn đó. Xe ở đâu vậy anh? Của mày đó. Giữ mày đi học, ráng học cho nó tốt. Anh hai, từ đó giờ em thiệt hả anh? Anh mua nhiêu vậy? Vài triệu bạc. Trời ơi, đã dễ sợ luôn á. Anh nhìn kìa, đã ghê không? Ôn. Tiền không hả? Dạ, em dắt vô nha anh. Tắt nhạc đi, nhạc chị nghe buồn bỏ mẹ. Nè, cô đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài rửa mặt. Cởi giùm đôi giày coi. Anh muốn thì tôi làm. Anh vừa lòng chưa? Đóng cửa lại. Tôi muốn em trả nhà. Không, em không muốn trả nhà. Tiền của anh, đó là ý của anh.
Em đã nói là không rồi mà. Nè, sao tôi nói hoài mà cô không chịu hiểu gì hết vậy? Hả? Cái số vàng đó mà lọt vô tay cảnh sát á, thằng Sách coi như công cốc. Hả? Mất cả chị lẫn chài đó. Sao hắn lại biết là Sách? Mình vẫn nói ảnh là hai tăng mà. Cởi đồ ra. Cởi đồ ra. Nó mày đâu có quyền cho tao thời gian. Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Tụi bay muốn gì? Mày đừng có ép tao, đừng có ép tao. Từ Le, mày đừng ép tao nha. Đâm đi. Mày đâm đi. Mày là thằng khốn nạn. Mẹ mày, mày cho mày. Cả sòng nó đánh cho mày chết mẹ mày luôn. Ủa anh Hai, bộ nhớ nghề hả? Nhớ chứ. Ủa anh, sáng giờ em đi á, bán được gì không vậy? Ê, có mỗi ba ngân hàng qua thôi, chứ chẳng có ma nào đâu. Mà thôi, tao ra ngoài chút đã. Anh Hai, ăn cơm đã. Thôi, tao ra ngoài kiếm việc gì làm, ngồi không chán quá. Dạ. Đi nghe. Mày đặt
Trời, mày đắc, trời ơi mày sao vậy? Để tao đưa mày đi nhà thương nha. Không cần đâu. Không, phải đi nhà thương liền bây giờ mới được. Tao đã nói là không sao đâu. Hai sáng. Gì? Mày đi lấy hàng hả? Không. Tao đi lấy đồ. Rồi tao tới thăm tụi mày luôn. Tại sao mày lại đi thăm hỏi tao giờ lúc này? Tao đã gặp thằng Sách, con anh Hai Phi Hùng rồi. Vậy hả? Ai Sáng, tao đã gieo gió rồi. Gì vậy? Tao đã gieo gió rồi mày Đặc ơi. Cái gì vậy? Mày nói cái gì vậy? Không kịp nữa rồi. Tao đã sai rồi. Tao đã sai rồi. Trời ơi, mày Đặc ơi, quan quan tương bao mà. Sao vậy? Mày nói mẹ nó ra đi. Thằng Sánh vợ làm gì? Nó làm mộc. Mà chuyện gì vậy? Hai Sáng, mày nói đi. Mày cứ úp úp mở mở không hiểu gì hết hả? Tao không biết là có nên nói ra hay là im lặng. Thôi thì cứ để mặc kệ cho cuộc đời nó phán xử. Tao ghé thăm mày chút. Thôi tao đi. Là sao? Tao biết mày lại dính tới bọn thằng Tư Le phải không? Sao? Sao mày biết vậy? Thằng Hai Thọ nó nói cho tao biết. Tụi này vừa đập tao một trận. Đồ chó má. Thôi, kiếm cái gì đó để mà sống cho nó tốt hơn. Bãi Đắc à. Quả bao nhãn tiền tao đã thấy rồi đó. Thằng ăn cắp, mày vừa kêu tao bằng gì? Mày là thằng ăn cắp. Vậy thì mày đã biết là tao vô nhà mày lắc hai hòn bi của mày dễ như là tao lấy tiền trong túi tao ra. Bây giờ mày muốn cái gì? Tao muốn mày trả tự do cho thằng Bãi Đắc với thằng Hai Thọ. Còn nếu không thì sao? Nếu không thì cái việc lắc hai hòn bi của mày sẽ được thực hiện ngay bây giờ. Ông già ơi, đây là chuyện người lớn. Tụi bay ra hết ngoài kia. Đi. Tụi bay biến hết đi. Tao sẽ quay lại. Còn mày chớ có dại mà đụng vô hai cái thằng bạn già đó của tao. Mày không đáng mặt anh hùng. Cái loại như mày á chỉ làm dơ đi hai chữ giang hồ. Đi. Người ta nói thà làm tôi người quân tử chứ đừng làm chúa kẻ tiểu nhân. Còn tụi mày lại bám đuôi một cái thằng điếm thúi. Thank you.
xe bị cán đinh rồi. Ra đằng sau cắt xe. Dạ dạ. Cách 4 cây số về phía trung tâm à? Xe loại gì xác định được không? Đúng, có nhiều loại xe hai bánh xài cùng một loại vỏ. Trời ơi anh hai, anh hai, tao nhậu cái gì mà dữ vậy trời? Tao biết là nó biết tao, nó biết tao, tao quên rượu đó. Nhìn sơ là tao biết là trời ơi. Đi qua chiếu nằm nè anh hai, qua đây nằm nè anh hai, anh hai. Uống gì mà dữ vậy không biết nữa. Mày đừng dọn phòng của anh nha. Anh về thăm thằng em anh chút. Trời đất ơi, về tới nhà rồi ông ơi. Lăn qua chiếu nằm đàng hoàng nè. Anh em tao không biết làm cái gì nữa. Tao điên theo mày rồi Sách ơi. Tao rất hối hận. Chỉ vì mê chị hai mà tao nghe lời Sáu Trăng hại cả gia đình của mày. Để rồi bây giờ mày đã trở thành kẻ giết người rồi Sách ơi. Không, không, mày không phải là kẻ giết người. Tao, tao mới là kẻ giết người. Tao vô tình đã đẩy mày trở thành một thằng khát máu. Tại sao tôi không trốn quách hết đi? Làm người, làm người Sách ơi. Mày, mày phải chi mày biết được cái cây nhân quả. Rồi một ngày nào đó, rồi một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm. Không, tại tao, tại chú hai hết Sách rồi. Tại tao. Ai thù hằn thì nên đào hai cái huyệt, một cho kẻ thù, còn một cái dành cho chính bản thân mình. Sách ơi, Sách ơi, dừng lại, dừng lại đi con. Cầu trời, cầu trời cho con thoát khỏi cơn mê. Tố giác mày thì chú không có nỡ. Mày, mày nhắm mắt nhìn mày lún sâu vào tội lỗi thì chú cũng không đành. Sách ơi, không, không, mày không phải là kẻ giết người. Mày là tại tao,
Tại tao hết sách rồi. Tại tao. Alo, trực ban đội cảnh sát hình sự xin nghe. Thưa chị, tôi thấy Hai Sang xuất hiện và đi về hướng Định Thần. Chị cho người xuống nhanh lên. Chiếc xe xuất phát từ hội sở của ngân hàng ở đường số 15 để chuyển tiền đến chi nhánh ở huyện Thuận Sơn. Tất cả các đồng chí rà soát, nắm lại tất cả các chi nhánh của ngân hàng này về nhân sự, không loại trừ khả năng bọn cướp là những tên sống lân cận khu vực của hội sở cũng như của các chi nhánh. Tôi muốn sau khi nắm chắc số lượng, địa điểm của những chi nhánh cụ thể, các trinh sát phải có mặt tại đó, liên hệ ngay với cảnh sát địa phương để rà soát lại các đối tượng bất hảo trong từng khu vực. Rõ. Thưa anh, xe chuyển tiền của ngân hàng vừa bị đánh cướp. Trên tuyến đường từ thành phố đến huyện Thạch Sơn, một người bị bóp nát lộ hầu, tủ két sắt bị bắn tung. Ổ trảo công, cháu và Lê Điền lập tức mang công lệnh đến liên hệ đơn vị đang thụ lý. Nếu đúng đó là sách thì ta sẽ bàn đến phương án bủa lưới. Rõ. Rõ. Tôi muốn các đồng chí ra soát lại những mối quan hệ của Hai Sang. Chú Bảy ơi, chú Bảy, thằng Sách đây, chú Bảy. Chú Bảy, chú bị làm sao vậy? Chú Bảy à, alo, cho tôi một chiếc taxi qua đây. Tam Thông. Cái gì? Nè, Tam Thông, tao năn nỉ mày, mày thương tao, nếu cần tao quỳ tao lại mày cũng được nữa. Giúp tao phen này đi, cho tao mượn ít tiền đi. Tụi nó ra tay với thằng Bảy Đắc giả man lắm, nó nhập viện luôn rồi, tao lo cho nó lắm. Mày giúp tao lần này đi mà. Trời, nghe Tam Thông, ông nghĩ tôi giàu lắm sao ông già? Thì mày ráng mày giúp tao đi, tao khổ quá mà, tao cần tiền, tao lo cho Bảy Đắc nó nặng lắm rồi. Mẹ nó, mới hôm qua ông kia Hai Sang còn lớn tiếng bảo vệ mấy ông mà, sao ông kêu ổng? Tụi mày nhắc chi chuyện đó, mày giúp tao lần này đi, tao lại mày mà, tao đang cần tiền, tao giúp cho nó. Nó nguy lắm rồi. Thôi thôi, được rồi, cũng mấy ông không mà, già hết nhớt mà còn đòi gân. Trụ mà không muốn đủ uống đủ phạt, về đưa Bảy Đắc vào bệnh viện đi, rồi tôi cầm tiền vô cho. Nhưng mà tôi nói trước là bạc 20,
Rồi mày muốn bao nhiêu cũng được hết đó. Mày hứa với tao đó nghe. Mày hứa rồi đó. Chừng đó thôi. Chưa tính nữa lấy cái chó gì mà ông trả. Thôi đi 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 rồi, đi. Rồi rồi. Bảy Đắc à. Bảy Đắc. Mày. Ủa Bảy ơi. Thằng mới đây đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Trời ơi Sách. Con hả Sách? Trời ơi bây giờ nó thảm lắm rồi con ơi. Chú im đi. Hả? Không giải quyết được con mẹ gì. Chú còn định ngâm cái thân già trong rượu bao lâu nữa hả? Chú là anh em của chú Bảy. Lỡ mà hôm nay con không về kịp thì làm sao đây? Bây giờ rồi mày đầy tao phải không? Tôi không dám. Nhưng mà tôi phải nói. Vì ai mà chú Bảy ra nông nổi như ngày hôm nay? Rồi vậy là con nói là tại chú hả? Còn sao nữa? Thì mày nghĩ đi, tao cũng chạy dạy tao lo cho nó gần chết. Chứ tao đi vay bạc 20 để tao đưa nó đi bệnh viện rồi mày còn muốn cái gì nữa? Chú vay của ai? Thì mượn Tám Thông. Tám Thông là thằng chó nào? Thì cái thằng đó nó là chim mồi cho chú Bảy trong mấy cái sòng bài đúng không hả? Khỏi. Tôi lo xong cho chú Bảy rồi. Tôi sẽ sắp xếp lại hết. À. Chú và chú Bảy từ bây giờ phải sống tốt hơn. Chú hiểu không? Ừ, hiểu rồi. Chú đi vô bệnh viện thăm chú Bảy đi. Đừng có uống rượu nữa nha. Cái vụ rượu thì mày cũng phải để từ từ ta, không ta từ bỏ. Từ gì hết. Kể từ ngày hôm nay chú không được phép uống rượu nữa. Vậy rồi tao bệnh rồi sao? Chú bệnh gì rượu? Trước sau gì cũng chết thôi. Ừ. Bây giờ tao vô trọng chút mày vô ngang. Rồi. Ừ. Chú đi á. Mày Đắc, mày tính bỏ đi sao? Trời ơi Hai Thọ, thời buổi khó khăn, thuốc tây đầy ra, có còn ai uống thuốc nam đâu mà bán. Để tao đi kiếm việc khác, tao mặn. Bộ mày đi mà không tính nói cho anh Hai biết sao? Mày là thằng điên. Tao nói cho mày biết á, anh Hai mà biết là mày chết. Tao không có điên đâu, tao làm đúng quá đúng nữa thì khác. Mày đừng có nói với anh Hai nghe, tao nhường con Cẩm Thúy cho mày. Dẹp mày. Bảy Đắc, mày nghĩ kỹ đi. Tụi mình mồ côi mồ cút, anh Hai với chị Hai đều lo lắng và che chở cho mày. Đói no, anh Hai với chị Hai đều lo lắng cho mày hết. Bây giờ mày nghĩ làm sao? Thôi được, mày cứ để tao đi nói với anh Hai chị Hai. Cái đó là tùy mày. Nói như vậy Cẩm Thúy vẫn là của tao đó nghe. Thằng chó. Còn chỗ nào ngồi không? Dạ mời anh qua kia. Dạ anh dùng gì? Cho một ly. Ly gì anh? Rượu. Dạ có liền. Dạ mời anh. Chào anh. Anh đi một mình hay là đi với bạn vậy? Anh Hai, anh tìm ai vậy? Sao cô biết tôi chờ ai? Đâu có đâu. Tôi muốn gặp Lệ Lệ. Lệ Lệ hả? Anh muốn gặp Lệ Lệ sao? Em. Dạ. Cho anh hỏi hôm nay Lệ Lệ có đi làm không? Dạ có. Anh chờ chút đi. Anh Sách.
Lê Lê, anh qua bàn của em đi, em ngồi bên kia. Ngồi uống rượu một mình với ông già à? Mày hả Tám? Giờ tao không cần cái này nữa. Ông giỡn mặt cho tôi hả ông già? Ông biểu tôi lấy tiền giùm ông, giờ không lấy là sao? Thì tao nói với mày vậy chứ, từ từ đi chứ, tao chưa có cần. Ông không muốn rượu là ông khùng hả? Tiền lời ai chịu? Thì tao chịu. Đâu? Nè nè, tao nói mày nghe, tao có con cháu, nó nghe tin bể đất gặp tai nạn vậy đó, nó về nó thăm rồi nó cho tụi tao tiền. Quá đã nha. Ông với bể đất á trúng mánh rồi, vậy cầm tiền mà xài đi. Thôi mà nó không cho tao mượn tiền này nữa. Vậy tiền lời đâu? Tao nói mày từ từ đi, rồi từ từ tao lo. Ông giỡn mặt với tôi hả ông già? 10 triệu, 2 triệu một ngày. Bạc 20, luật xong bài đó cha. Cha già rồi, không để giờ tôi thiến ông đó. Từ từ đi, tao tội dẫn dây. Mày để từ từ tao tính đi, mày làm gì dữ vậy? Dạ chú, để con giới thiệu, đây là anh Hai Tâm, bạn của con học dưới quê á chú. Chào cậu. Dạ, chào. Xin mời. Dạ, mời. Không biết sao mà tôi cứ nghe tới chuyện cũ ân tình là tôi thích. À anh, đây là chú Khánh. Chú có một người yêu cũ giống hệt em, giống tới nỗi không phân biệt được luôn á anh. À Lê Lê à, bữa nào á đưa cái hình cho chú Hai coi. Dạ. Nghe. Ôi. À tôi xin lỗi, tôi có chuyện phải ra ngoài một chút nha. Dạ. Anh Sắc, hay là anh ra một quán nào đó rồi ngồi ở đó đợi em nha. Nha. Gì mày? Bà Lệ Lệ đi về rồi. Tưởng gì? Không có gì á, thì em gọi cho anh làm gì? Thằng tình địch của anh á, nó đi tới vũ trường rồi. Vậy là nó ghé nhà cũ mà không thấy Lệ Lệ. Nó về trước một chút rồi Lệ Lệ bỏ đi theo, chỉ có một mình ông Tấm Khánh ngồi ở lại. Gì à? Anh có sỉnh không vậy? Sao hôm nay em thấy anh sao sao á? Có gì đâu, đố cha tụi nó cũng không dám ồ ẹ đâu. Mày theo dõi tiếp cho anh nha. Dạ. Đáng lý ra anh không nên tới chỗ em làm đâu. Biết. Tôi có chuyện muốn nói với cô, nhưng mà tôi đi qua nhà cũ, người ta nói cô dọn hết đi với cái tay tư dịnh ở bên đó đó. Anh dẹp cái giọng nói đó đi được không? Anh có biết là tôi giữ số vàng của anh, tôi khổ sở, tôi đang nông nổi này hay không? Anh Sách, tại sao lại làm như vậy chứ? Anh cũng chẳng biết nữa. Đêm đó
anh thấy hai thằng bắn chết ông Kim Báo. Tự nhiên anh bị ám ảnh, thấy giống như những kẻ bắn chết ba của anh. Anh điên lên, anh bắn chết hai tên đó. Khi giết xong hai thằng bắn ông Kim Báo, nhìn lại gia đình Kim Báo bị giết hết, anh lại liên tưởng tới cảnh anh tàn sát gia đình 600, sau đó lấy vàng rồi bỏ đi. Anh nói xạo, em không tin đâu. Em không tin thì tùy. Anh nghĩ pháp luật sẽ tha cho anh sao? Bây giờ anh đã trót nhúng chàm rồi, đằng nào cũng chết. Bây giờ em bắt đầu sợ anh rồi đó. Em im đi. Chú Bảy Đắc và chú Hai Thọ là người thân thiết cuối cùng của tôi. Anh nói ai? Là chú của tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa tiền cô mua một căn nhà, rồi đem hai ông già đó về phụng dưỡng cho tôi. Nhớ chưa? Anh Sách, hay là anh ra đầu thú đi anh. Tôi không có ý định đầu thú, và tôi không muốn ngồi tù. Nhớ chưa? Bảy Đắc, Hai Thọ, chỉ có một điểm giống nhau trong hai vụ án là cách tấn công vào lỗ hầu của nạn nhân. Sách dùng được hổ trảo công. Cậu hãy giải thích rõ cụm từ gì đó đi. Trước hết là mấy anh cho em tự giới thiệu. Em là con nhà nồi. Hổ trảo công là một môn cung phu mô phỏng thế dồ của con cọp. Người luyện được hổ trảo có thể bóp nát những vật cứng. Một cao thủ có thể bóp nát, bấu và lôi hẳn ra ngoài lỗ hầu của nạn nhân. Sách cũng là người may mắn đã học được loại võ công công phu này. Chú nhớ là phải chăm sóc cho chú Bảy Đắc, rồi dặn ông uống thuốc. Có cái gì thiếu thì cứ gọi cho con vậy nghe. Chú Hai. Ủa trời, con bé Hai. Chú khỏe không chú? Trời ơi, bé còn sống không? Dạ. Trời ơi, lúc này bé sống sao? Dạ cũng tạm chú. Chú Bảy sao rồi chú Hai? Khỏe rồi con, nó cũng đỡ rồi. Cũng may nhờ thằng Sách nó về kịp. Chà, bây giờ bé sang trọng quá ha. Thôi vô thăm nó một chút đi con. Dạ, đi chú. Thôi để chú đưa con đi. Nè Sách, vô luôn con. Dạ. Mày đó. Con bé Hai nó lợi nó thăm mày nè Bảy ơi. Con Lệ. Chú, tại sao lại ra nông nổi như vậy hả chú? Xe nó đụng chứ cái gì. Xe đụng nó đụng. Nó quẹt. Quẹt chú Bảy mày vướng té vậy thôi. Tao phải không Sách? Chú Hai nói đúng đó. Chú chú với chú Hai về nhà con ở nha. Nghe chú Lệ nè. Bày lo cho chú Bảy bay đi. Chứ còn tao thì để Sách tính. Nó sắp xếp được mà. Thôi, mọi chuyện coi như không cần bạn tới nữa. Chú Bảy mà có xuất diện thì hai chú qua nhà Lệ Lệ ở, rồi con sẽ ghé thăm hai người. Cũng được. Coi nó sao vậy kìa. Coi nhỏ nó sao vậy. Lệ à. Dạ. Con sao vậy? Có sao không con? Có sao cùng em? Không sao đâu anh. Chắc tại cái mùi bệnh viện làm con thấy khó chịu một chút. Vậy thì em cứ ra ngoài đi. Lát nữa anh ra liền. Dạ. Anh cũng đang có chuyện muốn bàn với em nữa. Dạ. Nè, tao sống như vậy là được rồi. Có chuyện gì thì nói sao. Con ra ngoài đi. Ngỏ sao kỹ. Em làm vậy có quá đáng với anh không Lệ?
Em đến đây để thăm chú của em mà. Đừng để cho anh có cảm giác bị thằng Sách ám ảnh chứ. Vậy thì tùy anh đó. Lê. Alo. Lê con. Đâu có nó ở đây đâu con. Đi đâu cả? Đi đâu cả? Nó mới đây mà. Chú cứ nằm đi à. Chú cứ nằm đi. Chú đây là... Dạ, cũng là con cháu của chú hết. Nhưng mà Lệ Lệ không có nói gì với con về chú hết. Vì thất lạc nhau lâu lắm rồi, nhờ thằng cháu tôi mới có ngày hôm nay đó. Dạ, vậy cũng mừng chú ha. Nói cái này chú bỏ qua nha. Chú là... Dạ, Lệ Lệ sẽ giải thích cho chú hiểu ha. Hả? Có lẫn quẩn phòng vệ sinh trống không? Chú, thôi chú ngồi đây đi. À, để con vô trống xem có còn trong đó không. Rồi mày đưa vô trỏng mày kiếm nó coi, tao ngồi đây rồi coi nó có đi ngang tao kêu nó hả. Chú là người An Giang hả chú? Đúng rồi, chú cũng ở An Giang hả? Dạ. Vậy thì chú là con cái ai ở đó? Dạ, gia đình con á về đây định cư đã lâu rồi. Tuổi chú chắc chú biết Hai Phi Hùng chứ hả? Ủa, chú biết anh hai tôi? Dạ cháu biết. Chú là sao với chú hai vậy? Ruột. Tôi là em ruột. Con vô thăm chú cho biết. Thôi con có việc phải đi rồi. Chú ráng nghỉ ngơi nghe. Con có chút đỉnh để gửi cho chú. Chú có muốn ăn gì á thì cho người mua mà ăn nghe. Con sẽ quay lại thăm chú. Con chào chú. Cảm ơn chú nha. Dạ. Sao rồi ông già? Mày ở Tám Thông sao vậy? Kiếm tao có chuyện gì không? Tiền. Tiền gì? Tiền là trước. Rồi, tao trả mày nè. Tao trả là cho mày luôn rồi. Nè. Nè. Đó. Đủ đó đếm đi. Còn tiền lời thì nó nằm trong này nè. Mày bớt cho ông già chút đỉnh không được hả? Tào lao. Lúc ông cần ông nói ngon lắm. Khi trả thì cuồng nhây cuồng nhứa ông ơi. Nhây cuồng nhứa gì? Rồi thôi lấy hết đi đó. Đủ rồi, nghe tao với mày coi như không có dính dáng gì nữa. Đủ rồi đó. Cảm ơn nghe ông già. Khỏi cảm ơn mày. Tao biến đi. Ông binh không. Chú, sao chú lại đưa tiền cho nó? Tôi nói chú có nghe không hả? Con chú trả cho nó. Tao không mượn nó nữa đâu. Vậy là thằng Sách nó nhỏ hơn tôi 4 tuổi phải không? Sao tự nhiên nói vậy? Sách chưa bao giờ đụng chạm tới anh mà. Tôi đoán gì mà.
Cô có thai à? Không. Cô giấu tôi. Anh càng cưới về đâu mà nói tôi có thai chứ? Nói cái thai là của ai? Của ai hả? Của anh đó. Không, tôi không tin. Anh Tư, tới bao giờ thì anh mới chịu buông tha cho tôi hả? Chưa đủ nữa hả anh? Thôi được, tôi sẽ bỏ nó cho anh khỏi hồ đồ. Trời ơi, tôi lạy cô, cô làm ơn nói cho tôi biết đi, nó là con của ai? Của ai hả? Tùy anh, tôi đã nói hết rồi. Vì trong mắt anh, tôi là con điếm đáng nguyền rủa, nên anh cảm thấy xúc phạm khi tôi mang trong mình dòng máu của anh, có đúng hay không? Đó, tôi sẽ bỏ anh đó. Nè, động tới đó là tao giết hay chưa? Và tao cũng nói trước, nếu đó là con của Thành Sách thì đừng có trách tao tàn nhẫn, biết không? Hãy liệu hồn đó. Rồi ai canh đi, canh đi. Ngọt bia bọt gì vậy? Sáng sớm một bia. Dở rồi. Không làm gì tôi ăn. Gấp gáp gì? Mày lấy bài đi. Rồi. Rồi. Không đi không? Sao đi ấy? Chơi bạn gái được. Mấy lần trước mày cũng láo bao. Ăn thua biết liền phải không? Cho đứa thuốc thôi. Mày. Mọi thuốc tao. Ba nó. Cái này cũng thua chèo thôi. Tao cái. Dở hết đi. Rồi khui khui. Thôi. Rồi, đây, tiền. Châu ra. Tiền đi. Hoài. Ê, cái gì vậy? Cúi lỗ. Mày là thằng nào? Mày là thằng Tám Thông. Ê, dạ, dạ. Em là Tám Thông. Mày về nói với Tư Lệ là tao muốn gặp nó. Dạ, dạ, để em đi. Về, em nói lại với Tư Lệ. Ngày mai, sau 2 giờ, tao mà không thấy tụi mày liên lạc thì coi như tụi mày đã chết. Dạ dạ, dạ em sẽ gặp mà, em sẽ gặp. Nhưng mà anh có điện thoại không để em tiện liên lạc? Lấy điện thoại ra. Đây là số của tao. Tao mà điện, tụi mày tắt máy thì tao coi như tụi mày đã chết. Dạ dạ. Đền tiền cho người ta. Dạ. Dạ. Thiếu đủ tính sao? Biểu thằng Tư Lê, có bao nhiêu thằng kéo ra tao chịu hết. Dạ. Anh buôn bán với Hai Săn có nghe những gì mà Hai Săn tâm sự không? Dạ. Hai Săn, ông nói là Hai Săn nói là ông có 4 anh em mà không có cùng cha mẹ gì hết, nhưng mà thương nhau như ruột thịt vậy á. Hai người hiện ở thành phố, tôi nhớ là ở quận 4 xóm chiếu gì đó, cũng không có vợ con như ổng, chỉ có người anh cả là có vợ con. Lý do Hai Săn đi khắp nơi là vì ổng đi tìm cái thằng cháu con của ông anh lớn. Sau khi cha mẹ nó chết, thằng nhỏ lưu lạc ở nơi nào, sống chết ra sao không có rõ. Đặc biệt là bà chị dâu đẹp người, giỏi võ thuộc loại thượng thừa. Đó kìa, nó đang tới, đi. Mày là thằng Tư Lê. Còn mày là ai? Mày cứ kêu tao là thằng Tâm. Mày đến đây làm gì? Tao vừa chạy tập ông chú. May mà tao về kịp để đưa ông đi bệnh viện. Biết là mày nên tao gặp mày để dàn xếp. Dàn xếp cùng mày à gì? Mày đất là đàn anh mà nó chơi không có đẹp. Vui thì nó chơi, buồn thì nó nghỉ. Có nghĩa là tụi mày đánh ông cho tới chết? Cũng gần là như vậy rồi. Tao nói thiệt với mày, tao á cái gì ra cái đó. Có nghĩa của mày á là bảy ba. Mày bảy, ông bảy ba. Mượn tiền thì bạc 20 một ngày. Đúng luật. Thích thì chơi, không thích thì thôi. Tất cả mọi cái đều có thỏa thuận. Còn không thỏa thuận, tụi mày đe đầu hai ông ấy ra đánh. Đánh thì sao? Tụi mày vô. Yeah!
Tao cũng là người của giang hồ, nhưng có lời thề là nếu chơi dư, con tụi mày chỉ có sức mạnh bay đàn mà cũng gọi là giang hồ sao? Nợ ai người nấy trả. Từ giờ mà còn lấy phén thì đừng có trách tao. Đại ca, tụi bay chết chợ. Đại ca, chết chết tại tao. Mày nói không, nó là con ai hả? Con mày hả? Con mày. Nhóc ơi. Dạ. Ủa, anh hai có chuyện gì vậy? Dư phụ người ta khiêng rượu mà thấy mẹ luôn đó. Mày pha cho anh ly cà phê. Dạ dạ dạ. Nè anh, dạ mày ra anh biểu. Dạ anh hai. Mày ngồi xuống đây đi. Dạ. Anh nói trước, mày đừng có giận. Trời ơi, anh nói gì vậy? Anh em không hả? Có gì nói đi. Mày dẹp mẹ cái quán này đi. Ờ, anh mới mua nhà cho hai ông chú. Mày qua chỗ anh ở, đưa luôn nhỏ em gái qua nữa. Đã không biết nhau thì thôi, biết rồi thì coi như là anh em ruột. Mày không cần phải cảm ơn anh đâu. Mai mốt mà mày á thành công, mày giúp cho người khác là được rồi. Ủa vậy em qua ở chung với anh luôn hả? Trời ơi, hèn chi bữa giờ anh không có về. Em nghi nghi rồi. Thỉnh thoảng đi tới đi lui thôi. Dạ. Mà anh ơi, anh cho em suy nghĩ được không? Anh đã nói với mày rồi, tùy mày. Thôi bây giờ anh ra ngoài chút xíu. Dạ. Em xúc người mà lại linh ký như vậy, chắc là có bầu rồi đó. Không có đâu chị ơi, em thấy trong người của em đâu có gì lạ đâu. Chị, mình xúc vào cho em, lát em còn tiếp khách nữa. Mùi dầu nghe kỳ lắm chị. Ừ. Thôi, để em đi thay đồ nha. Ừ. Em bị sao vậy? Em sao vậy em? Trời ơi, thôi để chị cạo gió cho. Ủa, bị sao vậy? Chắc là thằng tôi Vĩnh đánh phải không? Mày con ơi, đừng trốn vòng á. Mở cửa ơi. Sao khóa cửa ơi? Sao đây cả? Chắc phải trốn á. Sao giờ? Nè, mấy chú tìm ai vậy? Bậy đất đâu, ông già đó vô bệnh viện rồi. Đứa cháu hai ông em ổng trả nhà dọn đi rồi. Đi đâu tôi cũng không biết nữa. Ông đừng có sợ, người chứ đâu phải hơi đâu mà bốc nhanh vậy. Mẹ nó, bậy đất không có ở bệnh viện mà hai Thọ cũng không thấy tâm hơi đâu. Thôi đi tìm. Dạ đại ca. Dạ, mấy chú từ từ, để tôi kêu công an phường tới tìm người giùm mấy chú nha. Cái gì công an à? Mà nó hở cái công an. Tìm tiếp đi. Đi tụi bay. Đi tụi bay. Thank you.
Người cháu của ông Bảy Đắc có mặt ở nhà ông Bảy Đắc lần đầu tiên vào lúc mấy giờ, chú có nhớ không? Tôi cũng không có để ý nữa nên cũng không có chắc chắn lắm. Ừ. Anh ta có nói gì khi trả nhà không? Cháu của ông Bảy Đắc nói là đưa ông về An Giang á. Vậy anh ta có dáng người ra sao? Cao, người hơi săn chắc nhưng mà không mập, mặt á thì hơi xương. Anh ta xưng tên là gì? Tâm. Bạn của ông Bảy Đắc tên là Hai Thọ. Hai Thọ kêu anh ta tên là Sách hay là Báo gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Họ dọn nhà bằng xe gì? Biển xe số mấy? Dạ bằng taxi. Tôi cũng không để ý biển số làm gì nữa. Mà đồ đạc của ông ta thì có chừng hai cái túi sách là Cao à. Ừ. Thôi được rồi, cảm ơn chú nhiều. Chú có thể về. Nếu anh ta Bảy Đắc hay Hai Thọ quay lại, chú báo liền cho công an phường hoặc những thông tin có liên quan. Dạ, chào hai chú. Có nhiều khả năng đó là Sách. Tôi đề nghị đồng chí giúp tôi xây dựng đặc tình ở chung quanh. Bây giờ chúng ta sẽ bất ngờ thăm hỏi bọn Tư Lê với lý do vụ gây rối vừa rồi. Dạ, rõ. Ừ. Đuổi theo. À. Nhanh lên. Rồi rồi, chạy nha. À. Đưa Lệ Lệ đi đâu vậy? Trời ơi, Lệ Lệ bị ngất xỉu. Mà không biết cái thằng khốn nạn nào á, nó đánh con nhỏ bầm dập hết trơn à. Mà con nhỏ tội nghiệp ghê á, không có người nhà anh em thân cận gì hết, cho nên mới bị thiệt thòi. Chứ nếu mà có ai đó hay người nhà của nó gần đó đó hả, là coi như cái thằng đó tới số nó rồi. Ta nói cái thứ gì đâu á. Ờ thôi chú ở lại đây chơi nghe. Tại sao cô phải về ở với Tư Vịnh mới được chứ? Tại sao? Tôi đâu có để cho cô thiếu thốn. Nợ nần với nó tôi cũng đã thanh toán xong rồi. Cô còn cười được nữa. Tôi cười chứ. Tôi cười bản thân mình. Chuyện cứ đơn giản như người ta ăn một cái bánh, vậy mà tôi không thể giải quyết được. Tôi sẽ phải gặp thằng Tư Vịnh. Tại sao? Gặp để làm gì chứ? Hay là hai người gặp nhau để thỏa thuận bạn giao tôi cho ai nữa đúng không? Anh đang muốn anh sợ. Cô Lệ. Chú. Trời ơi, hỏi thăm hoài tôi mới tìm ra cái chỗ cô nằm đây. Con trai chú đám cưới sao rồi? Tôi cũng cố gắng làm cho nó xong cô. Phải chi mà con có tiền, con sẽ giúp đỡ cho chú. Hôm Tư Vịnh đánh cô, tôi đứng ở ngoài cửa. Chả mang quá. Đứa nhỏ nó có tội gì mà nó hành hạ vậy chứ? Thôi chú, chú đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Ê, hình như có công an khu vực kìa. Tôi đã nói rồi, cái gì cũng từ từ, mà anh không nghe. Bây giờ biết tính sao đây? Bây giờ tôi tính như vậy, mày ra phía sau mày biến giùm tao đi. Má nó. Dạ, mời mấy anh vào. Ừ.
Mời mời mấy anh ngồi à. Ủa, tay chân sao băng bó vậy anh Tư? À, càng mấy thằng nhỏ trong xóm nó đánh nhau đó mà. Vậy còn chị bên hẻm 13 là sao? À, mấy đứa nhỏ đã đánh bài, ăn thua, máu lên rồi tụi nó đánh nhau. Tụi mới nhảy vô tụi can, nó đánh lầm trúng cái tay tôi nè. Mấy ông dở quá, gần 10 người mà không đánh lại một thằng là sao? Thế nào Tư Lê, chuyện bắt đầu từ đâu? Anh gây rối có băng nhóm, có tổ chức. Làm gì có chuyện đó. Trời ơi, chuyện là vậy nè. Chú tha tôi xin hứa lần này là lần cuối cùng. Chú nói gì vậy? Chú vừa vô thăm Lệ Lệ. Đúng, tôi vô thăm Lệ Lệ. Vậy là chú không phải là... Tôi là anh trai của Lệ Lệ. Chú ngồi xuống đây, tôi hỏi chuyện chú một chút. Anh trai của Lệ Lệ có chuyện gì xảy ra với Lệ Lệ? Tôi là thợ hồ, hai thợ hồ. Cống nghẹt nè, điện hư nè, cái gì cô cũng kêu tôi hết á. Đôi khi á, cô còn đưa chìa khóa cho tôi để giữ hàng tháng trời. Tôi hay làm lặt vặt cái chỗ vũ trường cô làm á, cho nên quen, rồi mới trở thành thân tình. Người tốt vậy mà tại sao cô không gặp may chứ? Bữa cô hẹn tôi qua nhà Tư Vịnh để cho tôi mượn một ít tiền để làm sính lễ cho thằng con trai. Khi tôi vừa tới thì... Nếu mày còn giữ nó thì mày sống cũng không bằng chết đâu. Trời, tôi sợ thằng Tư Vịnh nên tôi mới lén lên vũ trường để tìm cổ. Thì bà bếp bà mới chỉ tôi qua đây. Nghe đâu cái thai đó không giữ được. Tội nghiệp, cô Lệ chắc chắn là không thoát khỏi cái tay thằng Tư Vịnh này đâu. Cảm ơn chú. Anh Thám hả? Có chuyện gì không? Tôi có thông tin về tên Sách, cần báo cho anh biết, nhờ anh xác minh giùm. À vậy hả anh? Dạ dạ cảm ơn. Anh đợi tôi một chút nha. Đợi một chút. Anh đợi chút nha. Dạ. Được rồi anh nói đi. Hắn xuất hiện ở chỗ Bãi Đắc và Hải Thọ, cả hai thuê nhà ở quận 4. Hắn có xung đột với một tay giang hồ tên Tư Le, là chủ sòng bài ở khu vực đó. Anh Thám à? Dạ. Dạ anh Thám, chính xác là địa chỉ bao nhiêu ạ? Địa điểm đó. À, khu sòng bài 392 xuyệt 125 xuyệt 45 Tôn Đảng, quận 4. Dạ, cảm ơn anh Thám nhiều lắm. Còn ngoan quá. Con bú giỏi nha. Chị, cho tôi hỏi cô gái nằm ở phòng này đâu rồi? Cổ bị hư thai, chuyển xuống phòng cấp cứu rồi. Ê, chào anh Tám. À ha, khỏe anh hả? Từ từ, ngồi đi. Chú Tư dùng gì kêu luôn. Dạ. Dạ anh dùng gì ạ? Cho tôi ly cà phê đá. Dạ anh đợi chút nha. Ừ. Chú Tư à, hôm nay tôi mời chú ra đây là vì chỗ thân tình, mong chú hiểu cho. Tôi hiểu mà. Anh muốn cái gì thì cứ nói đi, đừng có ngại nghe.
Xin phép chú cho tôi nói chuyện lệ lệ. Chú Tư à, nếu tôi nói có gì không phải, mong chú bỏ qua cho. Tôi xin chú bớt nóng nảy với lệ lệ một chút. Tội nghiệp, thân phận đàn bà mà. Chú mạnh tay quá không nên, rồi vợ chồng đâm ra không hay. Dạ em mời anh ạ. Anh Tám nè, em cảm ơn anh đã nhiệt tình, nhưng thiệt là khó khi người ngoài chỉ nhìn vô hiện tượng để mà kết tội. Nếu là anh á, anh có thể chấp nhận con vợ của mình mang thai với thằng khác không? Mẹ nó, tôi chưa giết nó là may rồi. Tôi thấy cái nghề của Lệ Lệ á, cho chú cảm giác như vậy thôi, nhưng mà thôi anh. Nó nói ra trả một hai, nó nói là con của tôi à, nhưng làm sao mà qua mắt được tôi chứ. Nói như vậy, trên đời này rồi đàn ông toàn nuôi con người khác hay sao? Nhưng mà thôi, nói thiệt với anh nha, hãy tôi ghen lên cái là tôi điên như vậy đó. Thật ra thì tôi cũng không phải thằng tồi đâu. Chú nói vậy tôi chịu đó. Tôi nói thiệt với chú chứ, tôi buồn nên lên chơi với mấy đứa nhỏ thôi. Mai tôi phải về dưới rồi, tiệm vàng bỏ không ai coi, cho nên tôi mong là chú bớt nóng nảy mà bù đắp cho cô Lệ Lệ. Thỉnh thoảng tôi lên, anh em mình lại gặp nhau. Dạ, không làm thì thôi, nếu mà làm giao cho người khác thì không được đâu. Mà anh giỏi thiệt nha, lớn tuổi rồi mà chưa chịu nghỉ nữa. Một mình tôi là 4 tiệm vàng cả thải, ở Cần Thơ là tiệm lớn nhất. Mấy đứa nhỏ có chồng có vợ, đâu đứa nào phụ tôi đâu. Có dịp nào em về Cần Thơ, em điện cho anh Tám nghe. Ôi trời ơi, vậy tốt quá rồi, tôi tiếp đón nồng hậu luôn. Hay là vậy đi, khi nào Lệ Lệ ra viện á, chú đưa nó về dưới, tôi lo hết. Chú Bảy. Ơ kìa Lệ, con mới tỉnh lại đó hả? Con dạ. Thấy trong người sao? Con thấy hơi chóng mặt thôi chú. Mà bây giờ mấy giờ rồi chú Bảy? 4 giờ sáng. May mà bác sĩ nói cái thai nó còn non đó. Thằng Sách nó vừa về, nó khóc suốt mày ơi. Nó biểu tao á, ngồi đây canh mày dậy á, đưa cho mày cái thơ này nè. Em thu xếp đi, anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Anh sợ mọi chuyện sẽ liên lụy đến em. Đó, chắc là mày biết hết chuyện rồi. Làm theo ý nó hay không tùy mày. Ơi, chú Bảy cũng không biết làm cái gì bây giờ. Nè, quyết định sớm để còn kịp đó con. Yeah.
À, cái thằng cha hai thợ hồ gì đó kể cho nó nghe hết chuyện của mày rồi. Chú nói sao? Hai thợ hồ, nó biết hết chuyện rồi. Tội nghiệp nó lắm. Nó cho hai thợ hồ tiền nhiều lắm. Tao hỏi nó thì nó nói là mày hứa cho người ta tiền làm đám cưới gì đó. Chú Bảy ơi, tôi chết rồi chú Bảy ơi. Bên ngân hàng người ta có thể tìm ra số series tiền. Hả? Là ảnh tiêu luôn đó chú. Là sao? Con gọi điện thoại cho nó đi con. Gọi đi. Sao con? Hả? Đứa nhỏ chết rồi. Anh nói gì? Con tôi? Nó là con của mày à? Anh nói gì vậy hả? Anh nói vậy là tội nghiệp cho Lệ Lệ em biết không? Mày! Anh bình tĩnh lên đi. Thằng giả như giả nghĩa. Mày! Đừng để tao gặp mày một lần nữa. Nếu gặp tao sẽ kéo cổ mày lên đó. Được không? Dạ. Chú ơi, cho tôi coi cái kiền này. Dạ, dạ chú chờ chút chú. Nè, mà nhớ á, khi viết thiệp phải mời chú sách. Còn cái vụ đại diện dạ. Họ là để ba qua nhờ nghe. Tội nghiệp, người đâu mà tốt quá trời. Dạ. Cái này là 16.050.000 chú. Tôi coi thử rồi chú. Dạ, chú cứ coi. Đẹp quá. Hay là mày điện cho vợ mày lên đây để cho nó đo ni coi. Dạ. Chú Tư. Chuyện gì đó ông hai? Dạ, dạ không giấu gì chú Tư. Một tuần lễ nữa là đám cưới thằng con trai lớn của tôi. Tôi định qua để mời cô chú. Chú ngồi đi. Dạ. Có tiền làm đám cưới rồi hả? Dạ, cũng nhờ cô Lệ Lệ hết. Không biết cái ơn nghĩa này bao giờ tôi mới đền đáp được. Mừng cho chú. Chú còn thiếu gì nữa không? Cảm ơn chú. Dạ tôi đủ hết rồi. Mà có sao? Té xe. Dạ. Chú cần tiền thì nói tôi nha. Cảm ơn chú. Thì cô Lệ cô cũng giúp tôi đã gần cả 100 triệu rồi. Hả? Dạ. Vậy thì tốt rồi. Chú chờ tôi chút nha. Dạ. Tiền mặt, tiền ngân hàng, cảnh sát sẽ lần ra hết. Dạ thế nào thì
Chú cũng qua dự với cháu nó một bữa nghe chú Tư. Con qua chứ. Dạ thôi, xin chào chú Tư. Tôi còn đi vòng vòng để gửi thiệp nữa. Dạ. Chào chú. Dạ. Alo, tao đây, mày bùa vàng tới đâu rồi? Đi với anh. Em nhanh lên, chú Bảy đang đợi ngoài trước đó. Đi. Không, em không đi đâu. Không còn cách nào khác nữa đâu. Không, em xin anh. Về dưới đó, em phải về. Về gì anh cũng được, không thì người ta sẽ bắt em. Số tiền đã bị lộ hết rồi. Sao lại lên? Anh đưa đi đâu đó? Xuống nhà xá. Hai người à. Xin lỗi, tôi lộn phòng. Người gì đâu mà kỳ cục. À, cô ơi. Cho tôi hỏi, cái chị ở phòng cấp cứu chuyển qua phòng số 10 bây giờ đang ở đâu vậy? Trốn viện rồi. Trời ơi, bệnh tình chỉ nặng như vậy mà trốn viện sẽ nguy hiểm lắm đó. Cảm ơn. Chút nữa bà phải nhớ, cái gì không biết là nói không biết. Khi tôi nhìn á là bà im lặng, khi mà tôi gãi đầu á bà phải ngừng ngay. Mệt quá nói hoài. Mời anh vô. Mời anh ngồi. Dạ. Mời chú ngồi. Dạ, cảm ơn. Tôi là Thám, người của đội điều tra trọng án. Có một vài điều mà cơ quan điều tra muốn biết. Anh chị sẵn sàng hợp tác chứ? Dạ, xin sẵn. Dạ. Anh thuê hai thợ hồ làm bảo trì bao lâu rồi? Dạ cũng được 1-2 năm rồi anh. Dạ. Ổng mới đầu á chỉ chống thấm lặt vặt thôi. Sau này tôi thấy ổng hiền lành với lại thật thà, nên tôi mới nhận ổng vô chỗ làm để giúp ổng có thêm chút tiền. Nhưng mà có vấn đề gì không chú? Hai thợ hồ thường kết thân qua lại với ai trong vũ trường? À, chuyện này thì tôi cũng không có rõ lắm. Dạ có. Anh hai thân với cô Lệ Lệ, là gái nhảy ở vũ trường của tôi. Tứ Vịnh trả nhà trước đây 2 ngày và đi đâu không rõ. Hiện chủ nhà là người gặp y lần cuối cùng và xác nhận y bị bầm dập mặt mày. Vấn đề tạm trú của anh ta thì sao?
anh ta đăng ký tạm trú với tên Trần Vịnh, có hộ khẩu thường trú ở Bình Dương, và thông tin xác minh đã được gửi về tỉnh Bình Dương. Tốt. Ông chỉ với con cái làm được hà? Ông đi nghỉ cho nó khỏe. Nói với con vậy á, còn gì là nghệ thuật nữa chứ. Chơi cây kiểng mà có người chăm sóc thế thì còn gì là thú. Dạ. Cái thú á là tự mình cắt tỉa chăm sóc cho nó. Ở dưới quê của con á, người ta bón phân tưới nước á là cây nó lên tươi tốt hả? Bậy. Còn cái thế cây nữa, rồi còn dụng ý nghệ thuật nữa. Dạ. Thí dụ á, như cây mai đằng kia. Dạ. Con thấy cái thế nó dương hẳn lên thì gọi là lão mai độc thọ. Dạ. Nghe không? Rồi cũng là cây mai. Dạ. Nhưng mà cạnh nó cong xuống tới đáy. Dạ con biết. Người ta gọi là thế thác đổ. Ông ơi có khách. Ủa, ai tới vậy? Dạ. Con ra mời vô đi. Con chào chú. À, anh Tám. Chú Tư. Bảy à, thằng Sách nó có nói chừng nào nó quay lại không? Chưa biết. Nó đường bé Hai đi đâu không biết nữa ta. Hai Thọ nè. Hả? Gì? Tao nghĩ hoài mà không cắt nghĩa được. Thằng Sách, mà nó tàn ác như vậy sao mày? Tao nghĩ ác với thiện ở trong con người mình mà. Hồi xưa nghe thằng Hai Sang kể lại á, là cái tụi côn đồ đem ba nó ra bắn á. Thằng Sách nó rình nó nhìn thấy hết. Kể từ đó nó không hé răng nó nói ra với ai. Hỏi dữ lắm á thì nó mới trả lời là có hay không. Và có khi nó không thèm trả lời. Tâm bệnh mà mày. Hai Săn thắt cổ cũng vì nó. Là sao? Tao nghĩ Hai Săn nó biết cái chuyện buôn lậu biên giới, nhận tiền 600 thuê để giết anh Hai Phi Hùng, kể cho thằng Sách, cho nên mới ra nông nổi đó. Mày nói như vậy là... Đừng hỏi nhiều, cứ tự luận đi rồi sẽ hiểu. Sao rồi? Tôi cho tụi nó tỏa khắp nơi cũng không thấy hai lão già đâu hết á. Còn mấy sòng bài? Rồi, cũng không thấy. Má nó, tao mà bắt được thằng Bảy Đất, tao cắt cân chân thằng già đó. Dạ vậy sao? Tôi thì khác anh á. Con bò á mà đem ra làm thịt á, cuối cùng rồi sẽ hết. Phải bắt cày ra lúa mới được. Tiếp tục đi tìm đi. Tìm xong rồi tính. Phải rồi, trừ khi hai lão già đó mọc cánh bay thôi. Đó, chú thấy chưa? Cơ ngơi như vậy á mà ở mình có buồn không? Nếp tẻ nội ngoại hai bên có đủ á mà có đứa nào chịu về ở đâu. À, Lê Lệ đâu? Ờ, cô về quê dưỡng bệnh rồi anh. Em cũng tính về đó thăm cổ nè. Cho tôi gửi lời thăm cổ nghe. Tội nghiệp, quẩn quẩn ghé chơi nghe. Mời ăn với tôi bữa cơm mà cũng không chịu nữa. Để dịp khác đi anh, hôm nay em có chuyện bận. Ngày còn dài mà. Thôi em đi nha. À, chào anh. Thì thôi tôi đành chờ vậy. Nhớ nghe. Dạ. Quẩn quẩn ghé ăn bữa cơm nghe. Giữ sức khỏe nha. À. Dạ em đi.